Theo dữ liệu từ trang coinmarketcap.com, giá Bitcoin sáng nay hiện ở mức là 31.314 đô la Mỹ, tức giảm gần 7% chỉ sau 24 giờ. Thậm chí đồng tiền số này có thời điểm còn giảm xuống chỉ còn hơn 29.000 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, bất chấp việc thị trường đang chìm trong sắc đỏ, Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele vẫn tiếp tục bắt đáy mua thêm 500 đồng Bitcoin với mức giá 15,5 triệu đô la Mỹ. Mức giá trung bình cho mỗi đồng coin là 30.744 đô la Mỹ. Theo CNBC, đây là lần giao dịch mua Bitcoin lớn nhất của El Salvador, đất nước đang bên bờ vực vỡ nợ vì cố chấp với tiền số. Hiện tổng lượng Bitcoin quốc gia này đang nắm giữ đã lên tới hơn 2.000, tương đương với khoảng 71,7 triệu đô la Mỹ dựa trên mức giá hiện tại. Trước đó hôm 14 tháng 2, khi giá Bitcoin giảm về mốc 46.700 đô la Mỹ một đồng, Tổng thống El Salvador cũng tuyên bố trên Twitter rằng nước này đã bắt đáy và mua thêm 150 Bitcoin ở mức giá trung bình 48.670 đô la Mỹ một đồng. Tổng thống Bukele sau khi công nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp hồi năm ngoái đã tăng gấp đôi số tiền đặt cược vào Bitcoin, ngay cả khi thị trường tiền số lao dốc thảm. Điều này khiến Quỹ tiền tệ quốc tế IMF không khỏi lo lắng. Họ nhấn mạnh rằng, việc quá lạm dụng đồng tiền số sẽ vô hình chung tạo ra rủi ro cho hệ thống tài chính, người dân, cũng như những khoản tín dụng của họ. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống El Salvador Nayib Bukele kêu gọi đầu tư trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dự kiến phát hành trong 3 tháng tới. Ông coi đây là trái phiếu núi lửa vì chúng hỗ trợ quá trình sử dụng nguồn năng lượng địa nhiệt từ núi lửa. Còn để phát triển thành phố Bitcoin đầu tiên trên thế giới, vốn dự kiến được xây dựng ở phía đông đất nước này thông qua nguồn huy động vốn từ trái phiếu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Alejandro Gelaya thông báo El Salvador sẽ tạm hoãn phát hành trái phiếu Bitcoin để chọn một thời điểm thích hợp hơn. Vị quan chức này ước tính nhu cầu thị trường đầu tư trái phiếu Bitcoin sẽ sớm đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 50% so với trị giá trái phiếu sắp được phát hành. Tuy nhiên, vào giai đoạn Bitcoin đang đỏ lửa, còn 40% các nhà đầu tư vẫn còn ở xa bờ, kế hoạch trên của El Salvador được cho là khó khả thi. Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này cho đến nay vẫn chưa huy động được lượng vốn đáng kể nào trong nỗ lực tìm kiếm 1 tỷ đô la Mỹ. Sự bế tắc trong các cuộc đàm phán với IMF theo đó đã càng khiến cho chủ nợ lo ngại rằng El Salvador có thể không thanh toán trái phiếu 800 triệu đô la Mỹ đáo hạn vào năm tới. Trong khi đó, IMF lại đang từ chối cung cấp thêm các khoản vay mới cho El Salvador do lo ngại những ảnh hưởng tiêu cực từ việc công nhận Bitcoin làm đồng tiền hợp pháp. Trong khi phần lớn các nhà đầu tư cũng như tổ chức tài chính lớn đều không chấp nhận ý tưởng này. Trong tháng 4 năm 2022, giá trái phiếu đang lưu hành của El Salvador đã giảm 15,1%, tức gần bằng mức giảm kỷ lục của trái phiếu Ukraine do căng thẳng địa chính trị leo thang Điều này khiến trái phiếu đáo hạn năm 2032 của El Salvador hiện nay được cho bán với mức lợi suất lên đến là 24%, xong cũng chẳng có nhà đầu tư nào dám xuống tiền.